em biết là anh thương em rồi, nhưng mà anh không bao giờ thừa nhận là anh yêu em đâu. Tới khi em nói em chia tay á, anh mới nói là anh nhớ em lắm, anh không ngày nào mà anh không nghĩ tới em hết. Đó, rồi anh mới bảo là anh yêu em lắm, anh thừa nhận là anh rất là yêu em mà anh không có biết. Thì em nghe ảnh nói như vậy á, thì lúc đó em cũng mũi lòng, thì cũng nói là đám cưới là chồng em lo hết. Thì là đúng thật là đám cưới của em là chồng, một mình chồng em lo hết. Nên mẹ em cũng đồng ý, cũng ưng, thấy là cũng có trách nhiệm. Mà cảm may sao á, là khi cưới về cái là lần đầu tiên là dính luôn. Vậy đó hả? Còn bây giờ mời quý vị chúng ta dành thêm một tràng pháo tay nữa cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em là Nguyễn Đình Linh. Năm nay thì em 28 tuổi và hiện tại thì em đang làm bên xây dựng, mảng trang trí nội thất. Hiện giờ em đang ở Vũng Tàu và làm việc ở Vũng Tàu luôn. Còn em? Dạ. Em chào chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận với lại tất cả các khán giả đang có mặt ở đây. Em tên là Kim, em làm nhân viên kế toán kho ở nhà hàng hải sản ở Vũng Tàu. Hai em lần đầu tiên là gặp nhau là ở đâu? Dạ, lần đầu tiên á là tụi em gặp nhau á là ở trên nhà bạn của em, nhà bạn thân á. Là hôm đó là lên nhà chơi, thì trước đó thì có nghe tới con nhỏ bạn thì hay nhắc tới ông anh, có ông anh học giỏi rồi này nọ, rồi ngoan ngoãn, hiếu thảo đồ lắm. Cái bữa đó lên thì mới gặp lần đầu, thì nghe kể thấy tính tốt vậy thôi. Mà mới gặp lần đầu ổng xấu lắm, mặt thì mụn không à. Thật ra thì em thấy hồi đó em cũng không có ưa gì vợ em đó. Mới đầu gặp nhau thì em cũng thấy ấn tượng đầu tiên là thấy chảnh quá, phụ nữ gì đâu mà tới nhà bạn chơi mà gặp mình không, mình là người lớn thì mình là anh của bạn thì có thể chào một tiếng. Có nghĩa là cái ấn tượng của hai bạn đầu tiên gặp nhau không ai ưa ai hết. Dạ, không có ai ưa ai hết. Đương nhiên rồi. Vậy thì làm sao mà hai em lại thích nhau? Em á, em quen á không phải là tại vì em thích ổng đâu. Ổng xấu lắm, ổng không có cái gì để cho em thích, tất cả những cái người em ghét nhất là ổng có hết. Nhưng mà em nghe là tại vì chơi một đám anh em bạn bè chung á, thì là có một đứa em nó kêu là anh Linh á, ảnh không có thích chị đâu. Con gái, ảnh nói là con gái giống như kiểu người giống như chị á, là ảnh không bao giờ ảnh yêu được đâu. Đó, thế là em tức, em nghĩ trong bụng là em sẽ làm cho người đó yêu em cho bằng được. Wow. Yêu xong rồi em bỏ. Nghĩa là cua xong rồi, chứ có nghĩa là đạt được mục đích xong rồi dạ, đá. Dạ, xong rồi đá. Bây giờ em mới biết, bây giờ em mới biết bà nói. Là bữa nay em mới biết đúng không? Dạ, đúng rồi, hôm nay em mới được biết. Mà sao cuối cùng sao không đá? Dạ, tại vì lúc mà quen nhau cũng được gần một năm. Lúc đó em chia tay rồi, em nói là em không có yêu anh nữa. Em biết là anh thương em rồi, nhưng mà anh không bao giờ thừa nhận là anh yêu em đâu. Tới khi em nói em chia tay á, là 3 ngày sau anh nhắn tin cho em. Anh nói em ơi anh nhớ em quá, em cho anh gặp được không? Thế là hôm đó anh gặp em là hai đứa hẹn nhau ra ngoài biển. Thế anh mới nói, anh khóc. Anh mới nói là anh nhớ em lắm, anh không ngày nào mà anh không nghĩ tới em hết. Đó, rồi anh mới bảo là anh yêu em lắm, anh thừa nhận là anh rất là yêu em mà anh không có biết. Thì em nghe ảnh nói như vậy á, thì lúc đó em cũng mũi lòng. Thì thật ra là trong khoảng thời gian một năm á, là ảnh rất là tốt. Ảnh thì mất mẹ sớm á, là khi mà mình gần gũi mình chia sẻ thì là em thấy thương hoàn cảnh của ảnh. Cho nên em nghĩ thôi kệ, bây giờ ảnh thừa nhận anh yêu em rồi thì em chấp nhận cho ảnh cơ hội. Vậy là tụi em yêu nhau được bao nhiêu lâu? Dạ, từ lúc chính thức yêu tới khi cưới là được hơn một năm. Hơn một năm, có dạ. Nhiều kỷ niệm vui buồn hờn giận không? Tụi em hai thì... đứa là hai vùng miền khác nhau chắc cũng dạ. Có nhiều những cái thật mà ra... chưa hiểu nhau nhiều. Dạ đúng rồi dạ. Chị, tụi em cãi là... nhau là nhiều hơn là quen yêu là nhau là cãi nhau mà. Tụi em thường cãi nhau là về vấn đề gì? Là chủ yếu là về vấn đề ăn mặc của vợ. Ông hồi xưa ông mặc mặc lố lắm. Ông mặc cái áo sơ mi mà mang mặc quần jean á, mà áo sơ mi bỏ ngoài mà mang đôi dép lào á, rồi mà người ống nhôm mới nhát, là mà mặc đồ như ông già vậy á. Còn vợ mặc sao? Dạ lúc đó thì em nghĩ rằng bạn gái mình chẳng hạn như là đi mặc đồ đầm váy này nọ hoặc là sơn móng tay thì em không có anh thích lúa lắm, nhưng mà em không có sơn móng tay. Em rất là không thích vấn đề đó, em rất là dị ứng. Tức là em không thích vợ em mặc đầm. Dạ đúng rồi. Rồi không thích mặc đồ hở. Không thích mặc không đồ hở. Không có thích mặc đồ modern, chỉ thích em mặc áo sơ mi trắng với quần jean thôi. Dạ. Nhưng mà em không có mặc vậy. Là coi như hai đứa lại gây lộn về vấn đề đó. Dạ đúng dạ. Rồi. Đó là có phải là cái khó khăn nhất của hai đứa em trước khi mà đám cưới không? Dạ. Trước khi đám cưới thì thật ra chuyện khó khăn nhất là chuyện gia đình. Tại vì tụi em quen nhau á, quen biết nhau vậy 4 năm nhưng mà cả hai bên gia đình đều không có thích.
tụi em quen là quen lén. Bên em thì không thích người Bắc, với lại em lúc đó là em còn đang đi học á, với lại cũng có nhiều người thích em, với mẹ cũng có người là tính là cho em tới rồi, cho nên là không có ưng đâu. Em cũng yêu vợ thiệt lòng, tại vì em thấy gia đình ăn cấm quá. Thì bây giờ em hỏi vợ, bây giờ em có yêu anh không? Thì cũng là hôm đó cũng là một lời cầu hôn của em luôn. Thì vợ cũng có đồng ý. Thì em cũng trước tiên là em cũng có nói với vợ là anh với em có con đi. Là anh nghĩ là nếu mà ba mẹ mà hai bên mà không đồng ý thì chắc anh dẫn em cao chạy xa bay luôn. Cuối cùng có đạt được mục đích không? Dạ, thì vợ em sau 2 ngày thì vợ em nhắn tin là em cũng muốn là chúng ta đến với nhau như vậy. Thế là chồng thì... mới là qua nhà mẹ em xin phép. Thì cũng nói là đám cưới là chồng em lo hết. Thì là đúng thật là đám cưới của em là chồng một mình chồng em lo hết. Thế nên mẹ em cũng đồng ý, cũng ưng, thấy là cũng có trách nhiệm. Mà may sao á là khi cưới về cái là lần đầu tiên là dính luôn. Vậy đó hả? Tụi em cưới bao lâu? Em được 4 năm 8 tháng. 4 năm. Dạ đúng. Chính vậy là hai vợ chồng em cưới nhau về chắc là đã hòa hợp với nhau và hiểu nhau hết, không có tật xấu gì lòi ra đúng không? Có chứ. Em cũng muốn vỡ mộng quá trời luôn. Ngay từ đầu về em hỏi của em nhà dơ vậy sao em quét giùm anh cái được không? Thì vợ kêu cũng ra lấy chổi quét, nhưng mà vợ cầm chổi vậy đó. Thì em kêu là ủa em quét vậy hả? Em có nhìn thấy nó cũng còn dơ nhiều không? Kêu thú thực với anh là em chưa bao giờ quét nhà đó anh đó. Thôi nhỏ em, nhà là em có út. Rồi bà em rất là em lười. Thương lắm, không có làm gì hết á. Tính rất là con nít, nhõng nhẽo lắm anh. Chẳng hạn như là em đi làm về thì em mới kêu em tắm chưa? Em đợi anh về nè. Rồi xong em lại là đặt đi nấu nước, anh nấu nước rồi, em ra em tắm đi chứ. Rồi tới buổi sáng ngủ dậy đánh răng, em đem tận kem đánh răng, rồi đem bàn chải, đem khăn, đem đồ vô bưng. Em lấy giùm anh, em đánh giùm anh đi. Rồi có hôm em phải năn nỉ quá trời, có hôm em bảo dậy đi anh cho tiền nữa. Dạ lấy dậy, dậy lên. Dậy đi cho tiền rồi. Rồi em đi làm về thì công việc xây dựng của em thì nó cũng rất là bộn bề, rất là mệt mỏi. Thì vợ chưa gì, chưa đặt lưng xuống giường, vợ kêu chơi game em đi. Em cũng không hiểu tại sao, rất là mê game luôn. Em mê game mà tại ổng á. Hồi xưa là ổng, lúc mà em mở tiệm net á, ổng mê game lắm. Ảnh kêu em tập chơi đi, em tập chơi với anh thử đi, chơi chung với nhà chồng cho vui. Đó, thế là em cũng thử, lúc đầu em không chịu đâu, giờ sao em bực quá em nói hoài không nghe. Em cũng thử, xong rồi em chơi luôn. Ok luôn, bây giờ tới em nè. Đó. Chồng em á, hay có cái tính là sợ ma lắm, khóc nhè. Sợ ma khóc nhè. Mới đây nè, cũng có một đợt á là anh đi thôi nôi, mà anh đi từ hồi 5 giờ, anh đi tới 9 giờ mà không thấy về. Cái em giận, cái em đi ra nhà hàng chỗ em làm, em tới nhà hàng em ngồi em chơi. Cái hỏi anh về không có em, cái anh gọi hỏi em đang ở đâu. Anh ra rước em. Nói bây giờ là em đang ở trên núi. Là đợt đó là trước đó là có một cái vụ treo cổ ở núi Viva Vũng Tàu đăng báo á chị. Đó là em mới bảo là em đang ngồi ở núi Viva cái chỗ treo cổ hôm bữa nè, lên đây rước em đi. Em đâu có nghĩ cái là chơi ác thiệt luôn. Em đâu có nghĩ là anh lên thiệt, em nghĩ em biết anh sợ ma. Em không nghĩ là anh lên thiệt. Khoan hồi em mới chạy thôi, để em chạy ra đó thử. Trời ơi, em chạy lên giữa chừng, em thấy anh chạy xe xuống nhắm mắt cho em ngủ, anh khóc trời ơi. Em ơi anh sợ ma lắm, trời ơi, em sao em ác quá vậy, sao em lại chơi anh. Mà em sợ thì em sợ lắm á Linh. Dạ thực ra thì em anh biết cái cảm giác của em lúc anh ổng sợ lắm, thừa nhận đi anh ơi. Thực ra thì em thấy là em té xuống cái lưng chừng núi luôn, em chỉ cắm mắt em chạy vậy thôi. Ngồi sợ ma gì nữa. Vụ Phật The thì vợ chồng tụi em cũng thực sự là cũng là một cái phải bàn tán tới. Em cũng hỏi vợ chứ bây giờ là đã là vợ chồng với nhau mà cũng đã 4-5 năm nay rồi thì cái chuyện đó thì em phải biết rõ ràng này nọ. Từ việc chơi game xong chơi tới 11-12 giờ xong hai vợ chồng đi ngủ, em nhiều hôm em cũng muốn lắm chứ bộ chuyện tâm lý phòng the, nhưng mà cuối cùng toàn gạt ra không. Làm mất cảm xúc game rồi xong rồi ngủ mất luôn cảm xúc luôn. Dạ. Là, ngủ luôn, không có... là 2-3 năm nay là tụi ông em khiều móc cái gì cũng em ngủ mê lắm, ông khiều là em quýnh ông luôn. Giờ cái mong muốn của em với vợ là cái gì em? Tới với chương trình thì cũng mong muốn nói với vợ là bây giờ em cũng nên bớt đi cái tính con nít mà lười biếng đi, rồi chơi game gì đó thì em cũng nên sắp xếp thời gian hợp lý để cho vợ chồng mình có thêm đứa nữa. Đứa nữa. Rồi giờ đó thì em cũng mong muốn là vợ em sẽ tự lo được cho bản thân. Một khi mà em đi công tác xa chẳng hạn như vậy thì
Thì hy vọng là em sẽ giúp anh trong những cái điều đó. Rồi nhân đây thì em mong muốn anh thay đổi điều gì nữa? Em muốn là sau này là anh nói chuyện phải biết kiềm chế, bớt nóng tính. Tại vì ảnh khi mà ảnh hay nóng tính lắm, mà em cũng nóng nữa, em nóng hơn ổng nữa. Có lần là hai vợ chồng là cưới nhau lúc sau sinh á, thì ảnh mê nhậu lắm, là anh đi nhậu tới khuya. Em mới nói ảnh là anh nhậu quá gì vậy đó, sao anh không nghĩ tới mẹ con á. Bắt đầu anh nóng, bắt đầu anh cọc lên, mà tính em cũng nóng nữa, là thế là em bực quá là em xếp đồ ở mâm dục ra ngoài cửa, em đuổi không đi. Khi mà tụi em yêu nhau á, lúc mà ấy chưa có con, thì cái vấn đề mà phòng the là vợ em có làm biến vậy không? Dạ cũng là như vậy luôn đó. Thật em ra là không... cứ đụng vô là em khó chịu trong người à. Vợ còn em cái... thì là con ít quá, không biết gì à. Cái ca của vợ chồng em thì thấy khó à. Tụi em cũng tìm cách để giải quyết, nhưng mà cũng chưa có một vấn đề gì đó. Nó được tiến triển hơn. Cái này là vậy. Tụi em phải cùng nhau tham khảo, cùng nhau tìm hiểu á. Phải hỏi đáp với nhau. Không có đó, chị nói nghiêm túc với em, nhột làm nhột chỗ nào em không thích nhột chỗ đó thì chồng phải biết, tức là phải dành thời gian để mà tìm hiểu những cái chuyện đó với nhau. Dạ thì tụi em sẽ nghe lời tìm hiểu và phối hợp nhau trang lý. Ừ dạ. Rồi xin chào em. Dạ em chào em à... Mà chị biết cái mốt ngày xưa mà năm 2012 mặc cái quần mà sệ sệ đít á. Anh mặc có nửa cái đít nào. Trời ơi, em nhìn nó trời, cái thằng này sao mà nó gớm quá. Mà cứ đi theo em suốt thôi. Theo em chắc cũng phải cả năm á. Mà anh cực kỳ ghen. Trong 4 năm nó phải nói tốc độ, cường độ anh ghen nhiều hơn yêu nữa. Tức là một tuần ghen mấy lần? Chỉ cần em đứng mà nói chuyện với người đàn ông là ghen rồi. Anh chọn đi, anh thích xe nào em sẽ cố gắng. Hai chồng mới bàn tối thôi. Sáng mở cửa ra, ê Thu, tao nghe mày nói, nghe thằng Nhật nói hôm nay mày đổi xe phải không? Nói sau là ở dưới nhà nội, ủa con chuẩn bị đổi xe hả Thu? Đó là ý như rằng là cả làng cả xóm biết hết. Mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Chào em, xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Tên là Nguyễn Tân Phi Nhật, 30 tuổi. Nghề nghiệp của em là shipper cho vợ. Như vậy đây là bà chủ bán hàng. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuật và chào khán giả. Em tên là Trần Mộng Thu, năm nay em 31 tuổi. Công việc chính của em là buôn bán quán cơm nhỏ và có một tiệm ăn vặt kết hợp với bán online trên mạng. Bà nói nghe nè, có được trả lương không? À, ngày nào vui thì vợ trả lương, còn nào không vui thôi ăn cơm ba bữa rồi xong. Hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Em sinh viên năm cuối, còn ảnh lúc đó đang học sinh viên năm 2. Thì tụi em đi làm thêm ở một cái nhà hàng ở quận Tân Bình á. Anh chàng không biết sao mà lại kết em từ lúc đó. Trong một dàn chân dài, em đi qua đi lại thì thấy vợ em là người đặc biệt. Đầu thì em thấy ảnh cứ theo em thôi. Tại ảnh nhỏ tuổi anh em mà lại cấp dưới em nữa. Với lại như BD. Hồi đó ảnh trắng, môi đỏ. Xong rồi tóc thì dài ngang vai. Mà chị biết cái mốt ngày xưa mà năm 2012 mặc cái quần mà sệ sệ đít á. Anh mặc có nửa cái đít nào. Trời ơi, em nhìn nó trời, cái thằng này xong mà nó gớm quá. Mà cứ đi theo em suốt thôi. Theo em chắc cũng phải cả năm á. Lúc đó là cái gu của em là gu lớn tuổi cơ. Còn mấy cái gu này gu nhóc nhóc là em không để ý. Và tại sao em lại đổ? Em tốt nghiệp xong em làm ở đây em thấy là không ổn rồi. Em quyết định về quê. Em đuổi em bỏ đi rồi thì là vác ba lô về với nhà em. Anh dầm ở về luôn. Vậy đó hả? Dạ. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Đồng Nai. Quen bà xã là nhà em bị sự cố cho nên là chuyển về Bình Thuận. Ừ, và khi mà vợ về quê là đu theo luôn. Đu theo luôn. Đến lúc em về nhà sao em mở cửa ra em thấy ơ cái thằng điên này sao tự nhiên đứng trước nhà mình. Là anh ta là vác ba lô rồi cứ đầy đủ sẵn sàng chỉ đợi em mở cửa là lao vô thôi. Ủa nhưng mà cha mẹ hay sao? Bác ba mẹ em hỏi cái thằng này thằng nào. Nhưng mà anh chàng rất lì. Không chịu đi. Không chịu đi. Rồi tối ngủ làm sao? Ngủ dưới bếp. Mà nhà vẫn cho ở hay hả? Chắc là ba mẹ em cũng thấy tội nghiệp. Em dùng cái gì để gọi là em chinh phục hai bác ở nhà vậy? Thì lúc đầu nhà bà xã em ở trong cao su mà. Thì có đất rẫy đó. Thì bố vợ đi làm cái gì thì mình làm cái đó. Đi theo ông mà cuốc đất thì lè lưỡi luôn đấy. mà không dám rên. Không dám rên. Rên thì sợ đuổi về Sài Gòn lại sao? Không dám rên. Nói là dạ, căng phải căng lên nói sao được không con? Dạ được. Được chú ơi. Chú tới đâu con theo tới đó. Trong bụng rồi thôi.
chắc phải về. chắc chết. Chịu không nổi. Thì mẹ vợ lúc đó cũng bán cơm, khách khứa thì bê dĩa thế nọ, rồi rửa chén rửa bát, rồi nói chung là làm. Nói chung là làm khi nào mà chịu thì thôi. Xác định rõ ràng. Xác định rõ ràng luôn. Chịu thì tối là cực kỳ ly. Hiểu đó là em quyết định xin phép ba mẹ là cho tụi em ra thị trấn. Hai đứa quyết định ra thị trấn rồi bắt đầu lập nghiệp ngoài thị trấn luôn. Là hai đứa sống chung với nhau. Dạ. Ở trong nhà là đã có tỏ tình với nhau chưa? Từ xưa nhờ ảnh không giờ tỏ tình em. Cứ coi như là mặc định là bà biết là tôi thương bà thôi. Thương. Bà biết tôi thương bà thôi. Tỏ tình là không có trong từ điển của em. Rồi, sống chung như thế nào? Lúc đầu là đi làm thì cái chỗ đó làm nhận em. Tại lúc đó em chuyên ngành quản lý nhà hàng khách sạn. Này lúc đó bỏ học rồi, đâu có bằng cấp gì đâu. Nói với ông chủ là thôi thằng này thằng em. Nhận nó luôn đi. Thì giả danh hai chị em như vậy là 6 tháng. Đến khi mà bị phát hiện rồi thì ông chủ nói hai thằng bay lừa tao. Rồi thì em quen nhau được 4 năm. Nhưng mà hai đứa mà sống với nhau ở ngoài á, bắt đầu từ tách ly ra. Dạ. Là sống có sống thử với nhau đúng không? Dạ có. Và chắc chắn là cái lần đầu á là khi mà đến với ảnh là lúc đó là có nghĩa là giống như là một cuộc phiêu lưu hay là vì mình yêu mà mình chấp nhận cái chuyện đó. À, giống như em chấp nhận, em thử cảm giác. Dạ. Còn ảnh thì giống như là rung. Em không rung nhưng mà ảnh rất là rung. Em bị tấn công đúng không? Dạ. Dạ luôn kìa. Tấn công mà không được, bây giờ lại bị tấn công ngược lại thì đỡ không kịp, gọi là đỡ không kịp. Tụi em ở chung với nhau là 4 năm. Dạ, 4 năm. Đúng không? Ở trong 4 năm đó, cái chuyện tình cảm nó có trơn tru mọi thứ không hay là nó có sóng gió? Dạ nhiều sóng gió anh. Mà ảnh cực kỳ ghen. Trong 4 năm nó phải nói tốc độ cường độ anh ghen nhiều hơn yêu nữa. Tức là một tuần ghen mấy lần? Chỉ cần em đứng mà nói chuyện với người đàn ông là ghen rồi. Rồi có khi nào động tay động chân không? Dạ có. À, cũng nói chuyện bàn bạc công việc vậy rồi thì đến khi ảnh cảm thấy là ảnh nói em đứng lên nhưng mà em đang làm việc nhưng mà em không đứng lên được, phải xong cái công việc của em. Thì khi em đứng lên thì lập tức là ảnh cho em một chưởng là em té đập mặt xuống đất luôn. Ủa, là xô? Là xô em hay là đánh em hay là như thế nào? Giống như giọng vậy đó nhưng mà cái sức đàn ông thì họ kìm lại nhưng mà cái sức của em thì nó ngã luôn. Em dập mặt xuống thì chảy máu miệng xíu. Sau đó như thế nào? Thì em bỏ luôn, quyết định chia tay luôn. Bao lâu? Mấy là 3 tháng. Ừ. 3 tháng ít ạ. Ít rồi. 6-7 tháng. Tại sao lại quay lại? Khi bỏ em xong bắt đầu anh xa đoạn. Anh đi chơi, anh lên Sài Gòn, anh đi lúc, anh đi bar, anh đi lắc rồi tùm lum. Anh cảm thấy là nếu mà bây giờ mình cứ buông anh như vậy chắc chắn anh sẽ xa lầy. Thì cũng cho anh thời gian để mà anh biết được là không có em thì anh sẽ như thế nào. Thì đến khi mà anh quyết định anh sửa được cái tính ghen đó thì em mới quay về. Rồi bao lâu thì các bạn mới cưới nhau? Quay lại chắc cả năm anh hả? Bác sĩ kêu cưới. Bây giờ tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Hôm nay chính thức là 5 năm. Rồi sau khi cưới các em có gặp khó khăn gì không? Dạ khó khăn thì nhiều. Tại vì cưới xong á là hầu như là tiền sính lễ bên đàn gái á cho ba mẹ em hết. Vợ chồng em lúc đó là coi tài khoản thì chỉ còn có 12 triệu thôi. Mới nói chồng ơi giờ người ta cũng đi hưởng tuần trăng mật, giờ ông để hai chồng sao? Thì chồng nói chơi luôn em. Đến khi về thì là còn có 2 triệu. Đó là không thể nào ở chung ba mẹ được. Tụi em mới quyết định là ra mướn phòng trọ. Tiền nhà đó là 1.6 triệu. Thì còn 400 ngàn. 400 ngàn lúc đó em đã bầu 5 tháng rồi. Thì không thể nào trở lại công việc quản lý nhà hàng nữa. Thì ông xã vẫn đi làm công việc bình thường mà lương đó của ảnh ít lắm. 400 ngàn này em sẽ đi mướn một xe nước mía. Em sẽ ra chợ đêm bán. Cứ 5 giờ chiều ra bán đến 10 giờ đêm. Chờ chống thương sao anh? Bán có buổi tối không mà cứ một đêm thu vô 1.5 triệu. Cứ chạy hoài đến khi em sanh em bé luôn. Rồi bắt đầu là em mở thêm một cái quán cơm nhỏ. Là cho tới giờ luôn. Tới giờ luôn. Ồ, vậy đó hả? Hay quá. Bây giờ cuộc sống của hai em là coi như về mặt kinh tế là ổn định, đúng không? Ổn định. Vậy thì nhân đây chúng ta khui thật xấu nhau luôn đi. Không, anh ấy có thật xấu gì không em? Ảnh thì ok lắm. Từ các việc nhà các thứ anh làm hết cho em. Thậm chí giặt đồ giặt đạc anh làm hết. Con cái anh chăm sóc, tắm rửa cho con hết, đi học. Nhưng mà bị một cái tật đó làm lãng trí. Ví dụ như là em nói là anh ơi em thiếu bịch đường, anh chạy qua bên kia mua cho em bịch đường. Ok, chạy qua bóc điện thoại. Bà ơi, bà kêu anh mua gì? Hả? Em kêu anh mua cho em bịch đường. Ok, cúp máy chạy về. Bịch muối nè em. Trời ơi. Em cố tình hay là em quên thiệt? Em quên thiệt. Hoặc là ví dụ em nói là anh ơi, cái chị khách này công ty nè, chị đặt cái tiền này là 1.070.000. Ok vợ, chạy vô. Vợ, bao nhiêu? 1.070.000. Ok vợ, tí đi về. 1 triệu. Phải ủa 70 ngàn đâu. Ủa anh nhớ 1 triệu mà. Trời sao. Còn thằng xấu gì nữa không? Dạ, anh thấy chồng em rất hiền. Tức là thích khoe. Khoe khoang. Ví dụ như vậy này. Anh ơi bây giờ cái xe này nó nhỏ quá. Em sẽ đổi một cái xe 7 chỗ lớn hơn. Để cho vợ chồng mình đi du lịch. Bạn bè chở nó rộng. Nhưng mà chắc cuối năm em mới đổi được.
anh chọn đi, anh thích xe nào em sẽ cố gắng. Hai chồng mới bàn tối thôi, sáng mở cửa ra: ê Thu, tao nghe mày nói, nghe thằng Nhật nói hôm nay mày đổi xe phải không? Nói sau là ở dưới nhà nội: ủa con chuẩn bị đổi xe hả Thu? Đó là ý như rằng là cả làng cả xóm biết hết. Dạ chưa tỏ mà ngõ đã thông rồi. Em cũng thật thà, em lại tưởng thiệt. Tưởng thiệt là ngày mai mua. Rồi giờ tới em đó Nhật. Kính thưa anh Quốc Cường, chị Hồng Vân và khán giả ở đây, hôm nay là em được phép nói xấu vợ em trên truyền hình và cho cả nước biết luôn. Mặt đỏ chưa kìa. Anh trông mong lắm anh, anh trông mong lắm. Em trông mong tới ngày này lâu lắm rồi, bây giờ mới nói được. Rồi nói đi em. Nhất là nói nhiều vô địch. Anh cứ nghĩ đi, kẹo sinh gôm đi mà anh em mình nhai hết ngọt là không ăn nữa. Đấy, hết ngọt vẫn còn nhai là anh hiểu là bộ đồ ngủ á, mặc một tuần không giặt. Em nói em, bộ này anh thấy mà em mặc 5-6 ngày rồi. Chưa, mai mới là 7 ngày, giặt đi sớm. Còn mà ngày nào mà em mà quên giặt đồ phơi á, là ngày đó không có đồ mặc luôn. Đợi em thì chắc không bao giờ có đồ mặc. Còn gì nữa? Bây giờ kể ra đây ngại lắm. Cứ kể đi, không sao cả. Dạ. Bây giờ mọi người muốn nghe đâu mà. Có cái tật hay thả bom. Nói là cái mùi thơm là mùi đặc biệt. Ví dụ đi một đám đông đi mà thả bom phát là em biết liền. Cứ như là quen mùi luôn đó mà. Quen mùi luôn, em biết vợ em rồi nhưng mà em đâu dám nói. Mình cũng giả vờ bơ. Nhưng mà sống đây là 9 năm rồi. Mỗi lần mà anh cầu nhau em cái việc đó thì em chỉ nói câu là bây giờ vợ chửi thì phải nghe, vợ địt thì phải hửi. Bây giờ vợ địt mà không hửi thì ai hửi? Đôi lúc mà đang ngủ á, là miệng hả vậy nè, nó rải chạy ra. Em ơi, đập em ơi. Gì anh, nước rãi kìa, cái hút vô lại ngủ tiếp. Thôi em kể tới đây thôi. Không dám kể nữa, tức là còn đúng không? Dạ, nhưng mà tối về mới được ngủ chung với chủ. Nhưng mà đổi chứ không là ngủ ngoài đường. Kể nữa là tối không được ngủ chung với chủ. Dễ thương. Rồi bây giờ mong muốn bà chủ thay đổi điều gì? Thứ nhất thì cũng bớt nói lại, bớt cằn nhằn lại. Thứ hai thì sạch sẽ hơn, thơm tho hơn tí. Tại vì lúc trước thì quen cũng thơm tho lắm, mà sao về sau này sao càng ngày không thơm nữa. Mà lò bán quá mà. Còn em? Chung ảnh thì ok hết, trong công việc ảnh tập trung hơn thôi là em mừng rồi. Hồi nãy em cũng nói luôn, trong từ điển của em mà không có chữ tỏ tình. Thế nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, và đặc biệt là trên sân khấu này. Em có muốn nói, có muốn hành động gì với người chủ của mình hay không? Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới của vợ chồng mình, anh không có gì hơn thì chúc em càng ngày làm ăn càng phát đạt và tình yêu của anh dành cho em lúc nào cũng 100%. Chồng em là một cái gu mà không có lãng mạn. Thậm chí là khi kết hôn cũng vậy. Tham gia chương trình này là giống như là em nói với ảnh là để hấp hôn á. Mà nhiều khi cần cái lãng mạn thì ảnh không có. Nên mà đến ngày hôm nay chương trình thì ảnh nói như vậy là em cảm thấy em xúc động. Vợ chồng em cảm ơn chương trình rất là nhiều và cảm ơn khán giả cũng rất là nhiều. Anh cũng cảm ơn hai bạn. Nói nghe nè, chồng em có duyên lắm á. Cái duyên ngầm của chồng em rất là ngầm luôn mà rất là duyên dáng luôn. Thì chị thấy là sao em không phát huy cái đó? Em phát huy cái đó để cho cái gọi là cuộc sống của vợ chồng em nó càng ngày càng thú vị. Dạ. Tại vì em biết không, thực ra em đừng mong chồng em giống như những người chồng khác. Dạ. Có nghĩa là cái kiểu đó, mà vì chồng em có một cái nét rất là riêng. Đó, thành ra là em tận hưởng cái nét riêng của chồng em. Dạ. Cực kỳ duyên dáng, mà nói câu nào là mắc cười câu đó. Chỉ có điều bây giờ em chỉ chịu khó em nói một số những cái từ ngữ. Đúng rồi. Nó hoa mỹ hơn một chút, nó gọi là nó nhẹ nhàng, nó say đắm hơn một chút với vợ em. Tại vì thực ra vợ em là một người phụ nữ quá giỏi, mà gọi là hy sinh sức khỏe nè, rồi nói chung là tuổi xuân này, nói chung tất cả mọi thứ để cho cái gia đình của mình nó hạnh phúc. Từ tay trắng mà làm nên như vậy là quá giỏi rồi. 400 ngàn mà bây giờ gầy dựng như vậy là quá tuyệt rồi, đúng không? Cố gắng giữ gìn nhau nghe không? Không dám nói xấu nhiều, sợ chủ cho ngủ chung. Xin chúc cho em
và người chủ của em sẽ luôn luôn hạnh phúc như thế này. Dạ, cảm ơn anh chị. Cảm ơn. Dạ. Nhớ lên lương giọng nghe. Dạ. Mày nha, coi chừng là bốc lịch chết luôn đó. Em nói dạ không có, em dám anh ơi. Cái này là anh em dẫn đi mà giờ tình thế dùng nguy cấp quá rồi. Cứ mỗi lần đi chơi với là vợ em là ba em nói con nha, làm gì làm, cái chuyện đó là không được quá giới hạn. Má vợ em thì nói là con nha, con đi chơi con coi chừng bốc lịch nha con. Dạ là cứ mà lần nào đi chơi cũng nói của đó làm em là cứ khắc cốt ghi tâm lý. Dạ mà lúc đó lỡ một lần ngay kia rồi nên là cũng không có dám nữa, chỉ có một lần thôi. Dạ không phải gia đình cho cưới đâu chị, nói chung bác là bác sĩ phải không? Dạ bác sĩ. Để nghe coi chơi coi. Tôi dẫn 4 năm mấy nay rồi, cái gần nhá cái tôi biết ai bảo cưới vậy. Xin quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, xin chào hai em. Dạ em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quốc Thuận cùng toàn bộ khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thanh Tú. Năm nay em 33 tuổi. Hiện đang làm nhân viên văn phòng và em sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em với vợ em kết hôn với nhau là được 11 tháng 21 ngày rồi. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quốc Thuận cùng quý vị đang có mặt trường quay. Em tên là Đinh Cao Thúy Vi, 20 tuổi. Em đang là sinh viên và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. 20 tuổi thôi hả? Dạ. 33. Dạ. Giấu hơn 22 tuổi. Hơn một con giáp. Hơn con giáp cộng với con. Đó. Thấy không? Rồi, nó nghe nè. Dạ. Sao mà cua được cháu ấy hay vậy? Nói thiệt, hồi xưa em cũng có hơi nhan sắc tí xíu. Giờ là phong độ. Giờ là phong độ. Dạ, bây giờ là mất phong độ luôn rồi. Dạ. Chà. Bởi vì thực sự nếu mà em không có giới thiệu tuổi là chị không biết em số tuổi đó luôn á. Dạ, tại em uống trà sữa nhiều chị. Sữa. Dạ. Rồi, chắc có lẽ là hai bạn quen nhau bên quán trà sữa đúng không? Dạ, đúng chính xác luôn á. Yeah. Hay. Yeah. Lần đầu tiên. Yeah. Dạ, nhưng mà thực sự là hai tụi em đến với nhau á là bởi vì em hồi xưa em làm bên đoàn thanh niên và đây chính là đoàn viên của em. Hai đứa sinh hoạt chung với nhau thì lúc đầu thấy cô đó mới quen lúc là như là lớp 8, 8,5 là gần lên lớp 9 rồi. Nhưng mà cô ấy có điểm đặc biệt á là khác với mấy bạn kia, da dẻ trắng trẻo lắm, nhìn nói chung là tướng rất là ngon lành. Nhưng mà em không có gì vậy mà em thương đâu. Em không có thương qua cái nhan sắc. Đúng, tại vì em thương qua tấm lòng của đó. Khi mà tham gia các hoạt động đoàn, có khi là nhảy xuống mương, rồi đi xin những cái bọc ni lông để mà làm quà cho các em, làm tất cả, dạ đúng rồi, làm tất cả vì cộng đồng. Nên đó là một điểm cộng rất lớn đối với em. Thế còn em thì sao? Em ấn tượng ở chàng trai này thì như thế nào? Đang mới lớn mà thấy trai đẹp nên là cũng thích. Tình cờ là đúng cái ngày mà bắn pháo bông ngày 2 tháng 9. Vậy giao thừa. Mà em lúc đó em đang làm tiếp tân nữa, là 10:30 em vô ca nên là tính rủ vợ em đi xem là 9 giờ bắn tới khoảng 9:15 hay 9:30 là trở về. Nhưng mà cái tình huống đặc biệt xảy ra thì ba mẹ của nó nói là bây giờ kẹt xe quá về không được. Lúc đó thì em cũng không biết làm sao hết, mới để cô đó ở trong khách sạn luôn. Thì cũng rất nhiều anh em hỏi hâm he em, nói là mày nha coi chừng là bốc lịch chết luôn đó. Em nói dạ không có, em dám anh ơi, cái này là anh em dẫn đi mà giờ tình thế dùng nguy cấp quá rồi, không thể chở về nhà được. Rồi hai đứa cứ chờ vậy đó, chờ cho tới khoảng 1:00 mấy 2:00. Nhưng mà kể từ đó là quen luôn á. Cái lúc mà em ở trong khách sạn em sợ không? Dạ không, tại ngồi dưới sảnh anh chứ không phải là đi lên không? Dạ. Mà lúc đó là tình thật là 13 tuổi mấy hả? Không, lớp 8,5 lớp sắp lên lớp 9 rồi. Lúc đó là 14 tuổi, 15 tuổi rồi. Chắc em nhớ lộn anh. Thì nghĩ giống như là anh em sinh hoạt đoàn đi chơi chung nhau thôi, cũng đâu có gì. Rồi đến khi nào thì mới bắt đầu chính thức tỏ tình với cô ấy? Dạ tới một khoảng thời gian sau, chắc khoảng là 6-7 tháng nữa. Ở lớp 9? Dạ. Dạ. Rồi quen nhau chắc chắn là phải không để cho phụ huynh biết rồi đúng không? Dạ đúng. Đi chơi với nhau thì phải trốn, là hẹn cô đó trong một cái hẻm. Cái hẻm đó là nhiều khúc quanh cua lắm, là em cứ đứng hẻm đó chờ rồi cô đó tự động đi ra, hai đứa đi. Tính đường trốn đi cũng kỹ thì cũng cái chuyện tình của các bạn nó được bao lâu? Dạ tính ra là từ lúc quen tới lúc cưới là gần 5 năm. 5 năm. Đến bao lâu thì phụ huynh mới biết? Khoảng năm em lên lớp 11 thì gia đình mới biết.
mới đầu em sợ thì cũng ngăn cấm cản, nhưng mà bà mẹ nói là quen thì không cấm, nhưng mà phải làm sao mà cân bằng giữa chuyện tình cảm với chuyện học tập. Yêu nhau đến năm mấy thì gia đình cho làm đám cưới? Đầu năm 2. Năm 2 đại học. Dạ, không phải gia đình cho cưới đâu chị. Nói chung cho là bác sĩ phải không? Dạ, bác sĩ. Có thể nghe coi chơi coi. Tôi dẫn 4 năm mấy nay rồi, cái cần nhá cái tôi biết ai bảo cưới liền. Dạ. Mà lúc mà mắt em ánh lên một tia rất là dã man, xong rồi là dã man ngay cùng ghê quá vậy. Dạ mà em xin nói thiệt với anh chị, lần đó thật sự là lần đi chơi đầu tiên của tụi em được đi qua đêm. Đi đâu? Đi Vũng Tàu. Nguyên một đám. Và là ngủ ở trong nhà người bạn. Tới tình huống bất ngờ xảy ra là mấy người bạn nó đi không được. Tới sau tụi em một ngày. Cái đêm đó là cái đêm định mệnh. Hai đứa vui quá, mua rượu về uống. Tại rượu. Dạ, người ta nói vài chai rượu. Cái điểm mà không biết uống mà mua vài chai đó nên có chuyện nó xảy ra. Chị biết uống là mua vài chai đâu có sao đâu. Gì vậy, rượu Tây hả? Dạ, rượu vodka đâu anh. Trời ơi, vài chai rượu. Vài chai vodka. Uống một chai thôi là tôi lên đường rồi. Rồi vậy lúc đó có nhớ con khỉ gì nữa đâu mà kể, đúng không? Dạ. Sáng nhớ lại. Thấy hai đứa, ủa kỳ vậy, sao em mặc gì vậy? Thì mới nghĩ chết rồi, không biết cái chuyện kia có xảy ra hay không. Ông thần rượu ông mừng. Em mới kêu là thôi em vô em kiểm tra coi sự việc của em tiến triển tới thế nào, còn anh kiểm tra cái của anh. Gì vậy Bi? Trời chán dán mặt mày luôn. Ông kiểm tra của ông thấy gì? Dạ thì em cũng tè le luôn anh ơi. Trời tè le là sao? Người phụ nữ người ta kiểm tra là còn biết có bị gì không, còn dạ. Ông kiểm tra không biết cái gì. Trời, em nói nghe, giả sử như anh 6 giờ 12 giờ còn em là ví dụ như là lên 12 giờ lên xuống 6 giờ xuống hoài không lên được. Trời đất ơi, đủ cái cảm giác sao, nói nghe cái cảm giác coi. Cảm giác sợ, hoảng sợ, hoang mang. Hoang mang lắm. Tôi cũng sợ anh chị, cũng hoang mang, tại vì nghĩa là hai đứa đang trong cái trạng thái mà không có kiểm soát được bản thân á. Nên là họ cũng không có biện pháp phòng tránh gì hết. Rồi bắt đầu sợ về cái hậu quả đúng không? Dạ. Rồi xong cái lúc mà thức dậy là còn xỉn không? Dạ tỉnh. Tỉnh là tỉnh hẳn luôn. Dạ. Tức là khi mà thấy nhìn trời một cái mình lõa thể vậy là coi như mất hồn, tỉnh hẳn luôn đúng không? Dạ tỉnh rồi chị. Rồi bình tĩnh lại rồi. Dạ. Rồi sau khi xác định là thôi chuyện đó đã xảy ra rồi đúng không? Dạ. Rồi nó có mong men nó xin nữa không? Dạ không. Đi một đứa đi về luôn. Không, lúc đó là hai đứa mặc đồ vô, hai đứa đúng. Chia nhau ra, một đứa đi mua đồ ăn sáng, đứa qua tiệm thuốc tây. Cũng trình bày với người ta đưa cái loại tốt nhất cho em. Và về với sự chứng kiến của em là vợ em muốn luôn. Sau đó thì cứ mỗi tháng đều đặn em đều nhắn tin và hỏi thăm trong cái tâm trạng lo lắng của cô đó. Nhưng mà tụi em cách biệt luôn, tức là không có lặp lại một lần nữa. Dạ không, chỉ có một lần thôi chị. Một lần duy nhất thôi. Dạ. Tới 6 tháng sau. 6 tháng sau mà mới phát hiện em có em bé. Khi mà phụ nữ mà không có phụ nữ mà tới tháng không có là em phải phi. Không, tới tháng vẫn có em luôn vẫn chị. Có. Rồi bụng sao? Bụng em nhỏ xíu à, tới 6 tháng mà em vẫn mặc được quần áo size S. Có ngán không? Dạ không, ngán gì luôn. Không hề cảm nhận một cái gì luôn. Dạ. Và tại sao 6 tháng thì lại biết? Dạ. Đi chơi với hai đứa bạn thân thì em thấy vợ em ăn nhiều và hai đứa bạn em cũng thấy ủa sao hôm nay thấy mập mà sao thấy ăn nhiều quá vậy. Nên là nói giỡn coi chừng tụi bay có làm gì không. Thì em cũng hoảng sợ nhưng mà em cũng không bao giờ tin là có. Rồi bắt đầu đi bác sĩ thì mới biết cái thai nó 6 tháng rồi. Dạ. Thì em đang làm việc có bầu anh ơi, chị giỡn hoài làm sao có bầu được, mình muốn con cái mà làm sao có bầu. Không thể nào tin được. Quá kỳ lạ luôn á. Dạ, mẹ em tối em ngủ chung mẹ em còn không biết nữa. Tại vì không có là, biểu hiện ngán. Đúng rồi, em không có ngán gì hết. Dạ, còn em có biểu hiện gì không? Dạ, tức là trong em thời gian có. Dạ có. Trong lúc mà bà xã em bị á thì em không biết sao là em đi làm cứ đúng 3 giờ chiều là em bị tăng huyết áp lên. Ở chỗ làm em gọi em là Tú 3 giờ. Đúng 3 giờ. Dạ, cứ đúng 3 giờ cái em nói Thảo ơi, anh bị chóng mặt anh lên huyết áp quá. Thì anh làm không nổi, tại nó quay cuồng hết chị. Em đi khám bác sĩ nói là huyết áp em tới 140 hơn lận. Mà với độ tuổi em không nhậu nhẹt, không hút thuốc thì huyết áp nó rất là cao. Nếu như nó cao quá có khả năng đứt bóng. Nên là khi mà cảm giác nó quay cuồng quá thì nên nghỉ ngơi một tí. Bây giờ chỗ làm em gọi em là Tú 3 giờ. Nhưng mà có nghĩa là em bắt đầu hiện tượng đó là vào tháng thứ mấy? Khoảng tháng thứ 2, tháng 3 kéo dài tới tháng thứ 6 luôn. Tháng thứ 6 luôn, dạ. Rồi bao giờ thì hết? Thì phát hiện ra hết. Đó là nhắc bây giờ xanh nó chưa?
xanh nó dạ, xanh được, rồi. Được mấy rồi? 9 tháng hơn. 9 tháng. Con gái à? Lúc mà em biết được cái tin mà 6 tháng em sợ lắm. Tại có vợ em nè, lúc đó tưởng mập, uống thuốc giảm cân, uống nhịn ăn. Dạ, có. Mấy cái thuốc đó rất là nguy hiểm nha. Bây giờ cho hỏi em bé là khỏe mạnh. Dạ, khỏe mạnh. Khỏe mạnh bình thường. Sau đó là tâm lý rồi, cái cuộc sống của hai đứa như thế nào, hai bên gia đình sao? Cái bữa ấn tượng nhất của em, không bao giờ quên cả đời luôn đó. Em cứ ra em dò đầu bứt tóc. Em đi vô toilet liên tục luôn. Em gọi cho bạn thân của em nói giờ chết rồi, giờ sao mày? Giờ mày tính sao mày tư vấn cho tao đi. Tại vì hai gia đình cũng khó khăn lắm. Cứ mỗi lần đi chơi với là vợ em là ba em nói con nha, làm gì làm, cái chuyện đó là không được quá giới hạn. Má vợ em thì nói là con nha, con đi chơi con coi chừng bóc lịch nha con. Dạ. Là cứ mà lần nào đi chơi cũng nói của đó, làm em là cứ khắc cốt ghi tâm lý. Dạ, mà lúc đó lỡ một lần ngay kia rồi nên là cũng không có dám nữa, chỉ có một lần thôi. Và sau khi gọi cho bạn thân của em á thì em đi nhậu là bạn em khuyên thôi giờ xảy ra tới vậy rồi thôi cưới đi, giờ biết là sóng gió hai bên rồi đó nhưng cũng phải cưới, không thể làm cách nào khác được. Nên là cuối cùng em quyết định là phải nói. Dạ, phải nói. Nói cho gia đình hai bên biết lúc luôn. Lúc đó phản ứng của gia đình hai bên? Gia đình bên em thì má em không chịu. Còn bên vợ thì sao? Thì mới đầu thì em nói cho dì em biết, sau mà dì mới nói cho mẹ. Có ba em thì ba em rất là khó. Sợ nhất là ba. Cậu em mới nói với ba em. Em là con một mà, nên là ba chủ nhiều lắm. Nhưng mà suy đi nghĩ lại á, thì một hồi ba bỏ đi. Thì ba suy nghĩ, ba về ba nói là thôi giờ mọi chuyện cũng lỡ rồi, bây giờ thì phải làm đám cưới thôi. Ở bên gia đình em là mẹ em không chịu hả? Dạ, mẹ em chịu. Thì em nhờ sự động viên của mấy dì, mấy cậu em. Rồi cuối cùng mẹ em cũng chấp nhận. Mà em bắt đầu từ tháng thứ mấy thì bụng bắt đầu mới bự ra? Nói chung là từ khi mà phát hiện là từ bụng nó lớn bụng nhanh như hổi. Nhìn là biết là có bầu liền. Rồi coi như tất cả mọi thứ đều êm xuôi hết. Dạ. Thôi giờ nhân đây có điều gì muốn nói với ba mình không? Nhân đây thì con cũng muốn là xin lỗi ba. Tại vì con là đứa con gái duy nhất nhà. Nhưng mà con làm cho ba hết thất vọng. Đầu tiên thì con cũng xin cảm ơn ba mẹ ruột của con, những người đã tha thứ cho hai tụi con để mà tổ chức đám cưới. Lời thứ hai thì con cũng rất cảm ơn ba má vợ ưu ái và thương chúng con, mặc dù chúng con gây ra những cái lỗi lầm rất là lớn. Và con hứa là con sẽ chăm sóc vợ con thật là tốt, không bao giờ phụ lòng ba mẹ. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Ừ, nhân đây Vân cũng muốn tâm sự với lại anh chị, coi như là ba má của cô dâu chú rể. Thực ra riêng cái trường hợp này, tức là thật ra đứng về mặt phụ huynh mà nói á, thì là không có người cha người mẹ nào muốn con cái của mình nó có những cái mà trước hôn nhân như thế này, đặc biệt là giống như là khi tuổi con mình nó còn nhỏ. Nhưng mà Vân cảm giác riêng cái trường hợp của hai bạn trẻ này nó có một cái gì đó rất là lạ. Là tại vì thực ra mà nói cái việc mà khi các bạn trên 18 tuổi ở cái thời đại bây giờ á, các bạn trên 18 tuổi các bạn có thể sống thử với nhau, thì đó là một cái chuyện nó là bình thường rồi, nó không phải là bất thường như ngày xưa. Thế nhưng mà rõ ràng ở đây á, là cái việc này là việc hoàn toàn ngoài ý muốn luôn. Nhưng Vân lại có một cái cảm giác là dường như cái sự cố này á, nó có một cái gì đó mà Vân cảm giác nó rất là giống như là ý muốn của trời đất vậy đó. Ý muốn vậy đó. Thành ra là Vân nghĩ cái đứa cháu này á, là thuộc lại là cháu quý, con quý. Cho nên là Vân thấy khi mà cô dâu xin lỗi ba mà với cái giọt nước mắt á, tự nhiên Vân thấy thương quá. Và rõ ràng rất là thật lòng, kể cả chú rể khi mà chú rể nói ra. Thì Vân nghĩ là thôi, anh chị cũng không có trách hờn hai cháu nữa. Và anh chị cũng sẽ... Vân cảm nhận nếu Vân là cái người bà của cái đứa bé này á, thì Vân sẽ rất là hạnh phúc. Vân sẽ rất là quý nó, bởi vì Vân cảm nhận dường như nó là một cái gì đó rất quý báu mà ai đó đã gửi gắm trong gia đình của anh chị cũng như của hai cháu. Đó, cho nên là thôi anh chị
rộng lượng và cố gắng làm sao để mà các cháu có một cuộc sống thiệt là tốt đẹp. Thôi bây giờ cái chuyện lắng động nó qua rồi, quay trở lại một cái format rất quen thuộc, đó là dập mặt nhau. Đó. Đó. Đây là đó. Chuyên gia làm tụt mút nè. Đó. Hai chồng ở chung nhà 11 tháng rồi, đúng không? Ừ. Vậy anh ấy có bao nhiêu tật xấu lòi ra vậy? Ở trong chăn với chăn có rộng, ở dơ cực kỳ luôn. Câu rồi, không dơ. Tối, ngày nào cũng kêu, anh đi đánh răng rồi đi ngủ. Rồi xong, vô đánh răng, cái hồi, em, anh đi xuống dưới lầu, anh uống nước rồi anh lên nha. Là lén em đi xuống dưới ăn cái gì đó xong rồi lên không đánh răng lại nữa đi ngủ. Tật xấu thứ hai, em thì tính em kỹ nhưng mà em làm hơi tốn thời gian hơi lâu á, và anh làm với em một hồi em xuống tanh bành luôn, là bài ra còn nhiều hơn đó, em giận cực hơn nữa, bừa bãi đó, bừa gọi là bừa bộn. Dạ. Còn gì nữa? Tiết kiệm nhưng mà có nhiều cái tiết kiệm không đúng. Muốn mua cái gì á thì suy nghĩ kỹ lắm luôn, đắn đo suy nghĩ mấy lần câu anh đi ăn đó không, đi liền, rủ đi ăn là bao nhiêu cũng đi, ăn xong cho no về ói. Có nghĩa là em ăn thì em thích ăn đồ ngon, nhưng mà ăn đồ ngon vô mình sẽ mập, muốn giảm mập là mình ăn xong mình phải ói. Con này lạ kỳ vậy ta, mà em có biết là ói mệt lắm không? Dạ không, khi mà mình ăn mình uống nước nhiều mà mình ăn đậu bắp á, khi mình ói nó có chất nhờn đã lắm, ọt cái hết trơn. Trời ơi. Có gì nữa không? Có nhiều đó thôi. Tới tôi nha. Tới bạn đó. Dạ. Vợ em thì cái gì cũng tốt hết. Chỉ con gái là nhây cũng ở dơ nha, trò dơ ghê gớm luôn á, chứ không phải đùa đâu. Em đang ngủ lấy tay chọt vô đây đút vô miệng em, em nghe mặn mặn cái là em dậy em hỏi gì trời ơi, em còn mặn mặn nữa, trời ơi muốn ói luôn anh ơi, rất là tỉnh tới sáng. Còn cái nữa nguy hiểm hơn cho đàn ông của chúng ta, cái bệnh gọi là 10:30 đi làm rất là mệt, tối về chỉ muốn là ngủ sớm hoặc là muốn làm cái gì lặp đại cái đi ngủ ha. Canh lúc nào cũng 10:30 tới 11:00 là hay khiều khiều chọt chọt em, chọt xong em mất ngủ tới sáng làm đâu nổi đâu, khuyên hoài không được. Trời ơi, trước khi cưới đã là có biệt danh là Tú 3:00. Dạ, giờ Tú 10:30. Tú 10:30. Con cái nữa là hay ghen tị với con lắm. Em thì em thích ví dụ như hai vợ chồng ngủ phải cho nhỏ nằm giữa, không chịu cho nó nằm trong góc, hai chồng nằm kế bên rồi ôm em ngủ, em ngủ đâu có được đâu, phải hoạt động. Dạ đúng rồi. Lại khó chịu nè, tuổi lớn tuổi phát triển mà. Dạ bây giờ em uống nhân sâm hoài anh ơi. Dạ. Chút nữa trúng sâm nhung bổ thận nè. Dạ em hy vọng vậy. Rồi bây giờ mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Chắc làm cái điều mong muốn này em xin phép cho em đứng dậy được không ạ? Thì thực sự hai tụi em đến với nhau là do bác sĩ bảo cưới, em còn nợ cô đó một lời cầu hôn thật là chỉnh chu. Ôi ơi. Why? Anh chỉ cao vừa đủ 1m6 thôi. Nhưng mà tình yêu của anh dành cho em được đính từ trên đầu anh, trên tận trời xanh. Anh không hứa là sẽ yêu em và quan tâm đến trọn đời, nhưng mà anh chắc chắn một điều, anh sẽ làm cho em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Và điều tuyệt vời hơn nữa, nếu em làm vợ của anh. Làm vợ anh nhé, anh có một chiều cao đủ dài, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người cung cấp tất cả tin lươn mà của anh cho em. Làm vợ nha. Dạ chưa ạ, em còn chuẩn bị cái nhẫn cưới. Thật sự mà nói là muốn mua cái nhẫn mới lắm nhưng mà chưa có lãnh lương. Dạ lấy lại nhẫn cũ. Kệ nó đeo vô, vô luôn đi, là dạ lấy vô là không được. Dạ. Dạ. Hôn một cái đi. Dạ. Quá tuyệt vời. Trời ơi, thay mặt coi như là thay mặt chương trình nè, chúc tụi em trăm năm hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Quen nhau lâu không? Dạ được 3 ngày. Ủa là sao? Quen nhau được 3 ngày là dạ. Sao? Ba mẹ vợ em không có thích trai miền Tây. Tại hai đứa em là trước khi cưới là có sống chung với nhau gần 1 năm. Sống thử. Dạ. Sống thử 1 năm. Cái thời điểm mà tốt nghiệp rồi đi làm á. Vui không? Vui á. À. Sao sống được tâm? Mượn cái gì cũng cho mượn, không cần biết khi nào trả, không cần biết khi nào mà người ta đưa lại cái đó cho mình luôn. Kiểu như sao cũng được hết đó, giống như em lo hết phòng của ổng hay sao á. Đó nghe mượn đồ á, rồi còn nhiều khi mượn bản thân mình nữa là cho luôn đó. Nhiều khi nó mượn nó cho luôn à. Cùng chào đón cô dâu và chú rể thứ hai. À,
Xin chào hai bạn. À, hai bạn ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở tỉnh? Dạ, em ở An Giang, còn vợ em ở Bình Định. Dạ, chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh Hân. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, là nhân viên kinh doanh du lịch. Em tên là ông Huệ Phong, 26 tuổi, đang làm chuyên viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ. Hai em là lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Tụi em là học chung trường đại học. Thì gặp nhau là do cả hai đều rất là thích mấy cái hoạt động tình nguyện. Ảnh để ý em trước. Và nhưng mà trong lúc đó em cũng có để ý ảnh nữa. Vậy là quen nhau lâu lắm rồi hả? Dạ, dạ, quen nhau năm. Hơn 4 năm rồi. Hơn 4 năm. Thì em là người trực tiếp kèm cặp vợ em luôn. Trong thời gian đó hai vợ chồng đi chung nhau rất là nhiều. Vậy bao lâu mới tỏ tình? Chắc cũng khoảng là 3 đến 4 tháng sau á. Thì cái thời điểm là Tết á, thì mỗi đứa là về quê cũng thấy nhớ, nhắn tin liên tục à. Nên em mới quyết định là em nói. Thì em nói là bây giờ em có đồng ý là mình tìm hiểu nhau nhiều hơn xíu. Vậy thôi đó hả? Chứ không, tức là cũng mày mại vậy thôi chứ không có trực diện vô là làm bạn gái anh nghe hay là có anh... chị anh nói dạ nó trắng á. Thì em cũng nói luôn là thôi bây giờ em làm bạn gái anh đi. Vậy đi ha. Dạ. Chị đừng chịu đó. Là các bạn quen nhau. Dạ. Quen nhau lâu không? Dạ được 3 ngày. Ủa là sao? Quen nhau được 3 ngày là dạ, sao? Ba mẹ vợ em không có thích trai miền Tây. Tức là trong suy nghĩ là người miền Tây thì họ không có cần kiệm được nhiều á. Lúc đó vợ em suy nghĩ nhiều quá, cái nghĩ thôi chắc không đến được với nhau đâu. Thành ra lúc đó vợ em mới nói thôi mình dừng, mình chỉ là anh em công việc thôi. Thì em không có đồng ý. Thì em nói thôi vào lại Sài Gòn đi rồi mình gặp nhau mình nói chuyện nhiều hơn. Qua Tết được hơn tuần á, là trở lại đi học á, là em tới nhà vợ em liền. Cái ngày mà vợ em vô lại Sài Gòn là em đi đón. Thì cái hôm đó là em chở vợ em vòng vòng hết Sài Gòn, em nói chuyện đủ thứ. Cái Huệ. Dạ. Là coi như chính thức yêu nhau. Dạ. Dạ. Rồi á, yêu như là yêu suông vậy luôn á. Rồi có chia tay lần nào không trong thời gian yêu nhau á? Dạ, dạ có một lần. 6 tháng sau. Thì năm đó là năm đi mùa hè xanh. Em thì đi mặt trận tỉnh ở Bình Thuận. Dạ, còn ảnh thì làm ở mặt trận thành phố. 18 ngày không liên lạc với nhau. Và chị em đã được đặt cách là được về lại để thi một cái môn. Chị đó có gặp anh này. Và chị anh này có chở thêm một cô nữa. Dạ. Tức là anh có say nắng một người. Dạ đúng, đó mới kể cho em. Rồi em thấy không ổn rồi. Ông hứa là lần em về ông sẽ chở em. Nhưng mà cuối cùng cái lần đó không có chở, em phải đi xe buýt lặn lội mang theo đồ từ quận 3 đi về bến xe miền Đông. Rồi em đi mà em khóc từ Bình Thuận em khóc về tới. Nhưng mà cái tính em vậy đó, em không có chấp nhận được là ở một chồng người yêu của mình á quen một người khác mà không có đẹp hơn mình, không có tốt hơn mình. Xong cái tức quá mà em tìm mọi cách luôn để liên lạc với ông để níu kéo lại. Đâu có dễ dàng buông. cái người đó là cùng quê với em luôn. Thuận tiện quá mà. Thì thành ra là thời điểm đó em cũng suy nghĩ nhiều. Nhưng mà do là hai vợ chồng cũng còn hoạt động, cũng còn gặp nhau á. Thì em còn thương vợ em nhiều á, cho nên em cũng muốn thôi mình cứ tiếp tục thêm một thời gian coi như thế nào. Duyên số đó là quay trở lại. Dạ đúng rồi. Rồi không có gì gọi là ngăn cản nữa. Dạ. Rồi hai đứa là có đi xa hơn chút xíu không trước khi cưới? Dạ cũng có. Tại hai đứa em là trước khi cưới là có sống chung với nhau gần một năm. Sống thử. Sống thử một năm. Cái thời điểm mà tốt nghiệp rồi đi làm á. Vui không? Vui á. À. Sao mình tò mò? 4 năm rồi. Lấy. Vui không? Sống thử vui không? Dạ. Có vui có buồn. Vui có buồn có mà em thì khóc nhiều. Cái thời điểm đó là cái thời điểm ảnh chưa có công việc, ảnh chưa có ổn định. Ảnh đang làm công ty mà lương tháng khoảng tầm 3 triệu mấy đến 4 triệu thôi. Tiền nhà cũng là 2 triệu rưỡi rồi. Cộng thêm những cái chi phí khác phát sinh nữa. Ở chung mà ba mẹ ở nhà cũng suy nghĩ. Em cũng lo lắng, em không biết tương lai hai đứa đi về đâu. Cũng cãi nhau nhiều. Nhưng mà trước khi sống thử là bạn này có cầu hôn em chưa? Qua được cái quãng thời đại học á, rồi ra đi làm á, thì hai đứa cũng xác định là sẽ cưới nhau, chỉ là khi nào thôi. Quyết định là sống chung á là do chị em lấy chồng. Là thành ra có mình em à. Vợ em mới thấy thôi hai đứa để tiết kiệm chi phí này là thôi mình ở chung. Không lẽ ảnh chưa bao giờ ảnh cầu hôn em? Dạ có. Ảnh với anh trai em bạn có hạch gì đó em biết. Bưng vô một chậu hoa xong rồi ảnh rút ra một cái phong bì ở trong túi. Trời ơi, lúc đó em tưởng chắc phong bì 20 triệu hay gì nha. Xong cái ảnh quỳ xuống, ảnh bưng cái chậu hoa lên đưa cho em cái phong bì. Tờ cái phong bì đó là một cái tờ giấy là giống như là khai cái form mà để hai vợ chồng đăng ký kết hôn á. Em thấy là cái gì? Trời đất ơi. Trời ơi, em hơi một phẩm một chút. Dạ. Cái,
Cái đám cưới thì chắc chắn nó diễn ra là suôn sẻ rồi. Dạ. Nhưng cái thời gian mà đầu tiên sống thử á. Dạ. Cái chuyện mà đầu tiên hai đứa về chung nhà nhau á. Cái nào mà anh Bin bắt đầu chuẩn bị méo méo cái miệng á. Ý ý. Xong bắt đầu mắt giang giang á. Giang mà giang. Dạ. Là biết là hỏi tới cái gì đó. Hai đứa lần đầu tiên đi vượt quá chút xíu đó. Nó như thế nào? Tò mò. Nó cũng cũng lúng túng lắm anh. Tại em chưa có kinh nghiệm trong chuyện đó. Dạ. Vợ em cũng vậy. Thì hai đứa phải vài lần vậy mới quen được. Nhờ sự trợ giúp không? Thì nhờ sự trợ giúp qua phim ảnh thôi chứ có. Rồi, giờ vậy thì đến cái ngày đám cưới thì chắc có gì nữa, đâu có gì gọi là cái đêm động phòng đâu có gì đặc biệt phải không? Nằm sải lai hết anh. Cái đêm động phòng là ở dưới nhà anh trai em cũng không được làm gì luôn. Rồi tụi em cưới nhau như vậy là bao lâu rồi? Dạ cưới nhau là cũng hơn 6 tháng. Nhà với nhau là 1 năm. Tính ra tới giờ là 5-6 tháng đó. Vậy có tật xấu gì lòi ra không? Để cho vợ nói trước. Em nghĩ là chắc là ở đây đàn ông con trai nào cũng vậy thôi. Ở dơ. Cùa bộn mà ở dơ một cách mà kinh khủng luôn. Có thể mà 2 ngày không tắm mà không chấp nhận được. Cái mồ hôi trên người á mà nó ra mà đắt á. Do lại thành viên tròn tròn. Thuốc tẩy đó, do là thuốc tẩy đúng không? Trời ơi, dã man kinh khủng luôn. Mà em không tưởng tượng được luôn á. Là tự nhiên lâu lâu mắt cho em cục. Ở dơ, rồi còn gì? Cái nữa là hồi hộp lắm anh chị. Dạ, không bao giờ mà chuẩn bị trước cái gì hết. Rồi lúc nào cũng sáng ra đi là bắt đầu tìm, bắt đầu kiếm, bắt đầu hả tìm cái này, lục lọi cái kia, cái nọ. Chồng em á rất là kiểu như là sao cũng được á. Mượn xe, cho mượn. Rất là mượn dễ tiền, dãi, chứ không phải dễ chịu. Cho mượn. Mượn cái gì cũng cho mượn, không còn biết khi nào trả, không còn biết khi nào mà người ta đưa lại cái đó cho mình luôn. Kiểu như sao cũng được hết đó, giống như em lo hết phòng của ổng hay sao á. Đó nghe mượn đồ á, rồi còn nhiều khi mượn bản thân mình nữa là cho luôn đó. Ờ, nhiều khi nó mượn nó cho luôn à. Lắm đó nha, đó. Hồi đó tôi cũng dễ dãi lắm. Mê game trùm luôn, anh chị tưởng tượng. Mà cái lúc mà quen ảnh á, làm lương tháng có 3-4 triệu gì đó, nhưng mà có thể sẵn sàng bỏ 1-2 triệu để mua thẻ game để chơi gì đó. Mua bảo bối. Dạ đó. Bây giờ cải thiện chưa? Bây giờ vẫn mê. Có nào tối mê game đến nỗi mà mê quên mê vợ? Có luôn. Vợ nằm một cục bên đó, chồng bên này vẫn chơi game. Em chờ anh chút xíu, anh đang lỡ trận. Có làm cho vợ buồn không? Buồn thì em không buồn. Cái game đó thì em cũng có chơi nhưng mà em không có mê. Thôi nói gì nữa. Vợ em là quyết định là chơi chung để kiểm soát. Đúng, em chơi để coi thử anh có dạ chơi hay không. Rồi giờ tới em đó. Vợ em bị cái là lo nghĩ nhiều quá mà lo luôn phần của em, với lại là bị cái là rất là hay cằn nhằn cầu nhau dữ dội lắm. Mình đang làm việc A là nhắc mình việc B việc C, mình đang làm tới việc B nhắc lại chuyện A việc C, dạng vậy cứ nhắc liên tục vậy đó, là mình rất là khó chịu. Cằn nhằn cái tần suất á là có thể là từ sáng tới chiều không? Liên hồi luôn. Dạ. Yeah. liên hồi luôn. Có lúc nào mà cái tần suất á cảm thấy đuối hơi kiệt sức mà ngưng lại cho em thở không? Không có luôn. Không có năng luôn. Lượng dồi dào. Bây giờ hết rồi. Em hết rồi mà anh cứ tốt hết rồi hả? Rồi biết gì nữa. Ví dụ như xưa 10 thì giờ là nhiêu? Dạ xưa 10 thì giờ là 9:30. Trời ơi. Dạ. Trời ơi, lên 50. Chị bị cái cảm giác rồi, chị biết mẹ chị á la chị đó. Rồi yeah, la từ phòng khách chạy vô tới phòng ngủ, chui toilet, đứng ngoài cửa toilet nó rồi, nói hoài luôn. Suy diễn hay nghĩ trước 2-3 bước mà cái đó đâu có diễn ra đâu, mà cũng mình cứ tự buồn về cái chuyện mình tự nghĩ ra không à. Với ghen, từ cái câu chuyện mà hồi 6 tháng đó, là trở về sau thì vợ em hay ghen lắm. Giống như là bị săn chấn tâm lý luôn. Bị ghen. Cái, có khi nào mà lên tận ổ dạ, ôi, lên tận công ty để mà thăm dò không? Tại cái ngành của em thì mấy bạn nữ trẻ trẻ nhiều lắm. Nhất là cái thời điểm mà em mới chuyển qua làm bên đây á, là vợ em lên kiếm đồng minh liền, để có gì là báo cho vợ em biết. Có mấy cái lần làm em quê lắm. Tức là tại vì công việc của em bắt buộc là phải đi kẹp một nam một nữ để đi gặp khách hàng. Và là vợ em lên tới chỗ em gặp khách hàng canh luôn vậy đó. Thấy được mặt em xong dằn mặt em cái xong chạy về. Dằn mặt sao đâu. Kiểu như là tôi thấy ông rồi đó nha. Bây giờ là đỡ rồi. Giờ là đỡ, bây giờ đỡ, là đỡ rồi. 10, dạ. Hồi đó 10 giờ nhiêu? Tại giờ có đồng minh ở công ty em nhiều rồi. Giờ radar đầy công ty, công ty là nhắn là vài bữa là thấy em xuất hiện trên công ty liền. Em nói cho anh cho em lên công ty anh chơi chút. Đó, là lên đi coi là biết thôi, là biết liền. Rồi giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Mong muốn vợ em bớt lo nghĩ giùm em xíu. Bớt nghĩ giùm á, phải không? Dạ, nghĩ giùm hết. Ngoài Bắc á, là ông Bầm kêu là cầm đèn chạy trước ô tô đó. Dạ. Với lại là bớt cầu nhau đi một xíu. Có bớt ghen không? Có cần bớt ghen không? Dạ không sao, ghen tức là thương mình mới ghen chứ. Đó. Chấp nhận đúng không? Sao hết. Rồi, thế còn em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Bớt hời hợt. Bớt hời hợt thì sẽ dạ, bớt cần nhằn. Với lại là bớt ở dơ đi, lo cho vợ, lo cho gia đình nhiều hơn. Cái cầu tiến đúng không? Là bớt dễ dãi đó. Dạ. Bớt dễ dãi đi, dạ, đúng không? Khó, dạ, khó lại chút xíu. Dạ. Dạ. Tiếp tục khám phá nhau đi. Tận hưởng, dạ, khám phá. Sẽ còn khám phá ra nhiều thứ tật xấu nữa. Và sau đó là sẽ tự gọi là gì đó,
tự chấp nhận. Không phải, tự góp ý, tự dạ, hoàn thiện dạ. Đó, dạ. Để mà đón chờ em bé. Có định sinh em bé không nè? Dạ có. Định năm sau. Chừng nào nè? Dạ em tính năm sau. Vậy hả? Vậy dạ. Minh chúc đi kìa. Mời xin chúc cho hai vợ chồng em sẽ luôn luôn thuận thảo, vui tươi, hạnh phúc. Và đặc biệt trong năm sau sẽ đón chào một thành viên tuyệt vời xuất hiện trong gia đình mình. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn hai đứa nha. Dạ.